want the best and nothing at all. I want it all, huh? Give me this, give me that, give me more. Too much to lose, don't get it confused. I'm on the way, where are you? I'm at the top, with a view. Time on my hands, nothing to lose. Xin chào quý vị độc giả, tôi là Vĩnh Phú và chào đón tất cả quý vị độc giả đến với lại số tọa đàm công nghệ tiếp theo của VnExpress, số TikTok. Và với chủ điểm của chúng ta luôn luôn có trong mỗi gia đình, đó chính là một chiếc TV. Và rõ ràng đó là khi mà công nghệ ngày một hiện đại, thưa quý vị, thì chiếc TV cũng dần trở nên thông minh hơn, đa tính năng hơn để có thể tối ưu được các nhu cầu giải trí tại gia nhiều hơn nữa. Và khi mà Vĩnh Phú gõ một từ khóa đó là cách lựa chọn TV, thì quý vị sẽ thấy đó là Google sẽ trả về hơn 19 triệu kết quả trong vòng có 0,31 giây mà thôi. Chứng tỏ đó là sự quan tâm rất lớn của người dùng về thiết bị công nghệ của cả gia đình, đó là những chiếc TV. Vậy thì ngày hôm nay với VnExpress, với tọa đàm công nghệ trực tiếp với chủ đề đó là công nghệ TV đang phát triển đến đâu, sẽ giải đáp chuyên sâu nhiều hơn nữa dành cho tất cả quý vị độc giả của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì TikTok xin được chào đón hai vị đại diện cùng tham gia với chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lâm Vĩnh Kiệt, là trưởng bộ phận phát triển và đào tạo sản phẩm của TCL. Cảm ơn anh Kiệt cùng tham gia ngày hôm nay ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia công nghệ anh Nhật Hùng ạ. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin được bắt đầu ngay TikTok ngày hôm nay. Đầu tiên là xin được hỏi vui hai vị đại diện của chúng ta, đó là cái ký ức, cái kỷ niệm đầu tiên của hai anh về chiếc TV trong gia đình là như thế nào? Chắc trước tiên thì mời anh Hùng. Thì Hùng còn nhớ lúc Hùng còn nhỏ, vào khoảng thập niên 1970 đó, thì lúc đó chiếc TV nó cũng rất hiếm. Nó là chiếc TV trắng đen thôi. Hùng nhớ là chiếc TV đầu tiên gia đình nhà Hùng là một chiếc TV khoảng 12 inch, mà nó giống như một cái tủ lớn, em nhớ nó có hai cánh cửa lùa kéo ra có vô đó. Đó là chiếc TV rồi. Có một câu chuyện vui là tại vì lúc đó thì nó đâu có mấy cái trung tâm bảo hành tốt như TV bây giờ. Lúc đó, hồi đó TV hư không có biết kêu thợ đâu hết. Thì anh còn nhớ là hồi nhỏ anh ưa phá lắm hả, lúc nó còn nhỏ, nhưng mà hả mỗi lần TV nó không có hiện hình á thì cái nhà kêu Hùng ơi đâu rồi, là anh chạy tới anh vỗ lên TV ba cái là nó sẽ hiện hình trở lại. Tại vì em biết nó lâu ngày á, lúc đó nó là cái bóng điện tử thôi. Yeah. Nên nó, chắc nó lỏng đâu đó, hoặc cứ hả vỗ ba cái là nó sẽ lên hình trở lại. Nên mỗi lần ở nhà là không xem TV, không có hình là sẽ kêu Hùng ơi tới vỗ TV ba cái. Chưa. Nhưng mà cái kỷ niệm của anh mà nhớ nhất là nó gắn bó chiếc TV với lại cái World Cup, em biết không? Mỗi lần World Cup là cả xóm trộn rộn luôn. Trời. Nhưng mà ở xóm có một gia đình thì họ mua được chiếc TV màu. Thì anh nhớ là năm đó là S-Mana 82 á, 1982 đúng rồi. Thì chiếc TV màu nên nó rất là quý. Và một giờ đêm á là cả sớm hàng chục người đó tụ tập lại cùng xem cho một chiếc TV lúc đó cũng có 14 inch. Một chiếc TV vào, anh nhớ đó. Thì anh cái cảm giác đó rất là vui và rất là hạnh phúc mà gắn bó cả sớm là với nhau. Nên rất là khó quên cái cảm giác khi mà được xem bóng đá cùng với cả sớm, rất là vui. Cũng vừa hay trong cái thời điểm mà phát của số TikTok này cũng đang trong mùa World Cup, không biết anh Kiệt cảm thấy thế nào? Kỷ niệm của Kiệt thì với chiếc TV đầu tiên mà khi mình xem ấy thì là cũng dính tới World Cup luôn. Thì cái thời điểm đó là thời điểm mà tháng 7, tháng 6 của cái thời điểm diễn ra World Cup mỗi năm. Thì cái thời điểm đó cũng là thời điểm mà Việt Nam mình hay mưa. Mà cái thời điểm đó là mưa á, thì cứ mà cái đài của mình ngày xưa thì nó bắt bằng anten chập chờn, cứ mỗi lần mà nhà mà trời mưa một cái là sẽ là phải đi bắt anten lại từ đầu. Thì á là bắt đài, thì mỗi lần mà bắt á thì sẽ có một bạn ở dưới ngồi canh bấm cái remote của cái anten, xong rồi một người còn lại á thì lên trên cái sân thượng á để xem là cái anten nó quay, quay hay không, nó có quay hay không. Rồi khi mà nó lên tín hiệu cái mình ngừng liền. Đó là cái kỷ niệm rất là vui mà ngày xưa khi mà mình xem những cái trận bóng đá hay là coi những cái tin tức của cái đài á, mà gặp thời tiết trục trặc là sẽ rất là khó khăn. Mà rõ ràng là nó cũng là một cái sự phát triển của thiết bị TV đen trắng nè, rồi màu nè, rồi các thiết bị kết nối để mà tiếp sóng truyền hình nữa, rồi LCD, rồi LED, rồi QLED, OLED, rồi mini LED, rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn luận tất cả về những chủ đề này để cho quý vị chỉ cần theo dõi TikTok là hiểu rất rõ về những gì mà chiếc TV đã phát triển ra sao và công nghệ TV sẽ phát triển đến đâu nha. Rồi bây giờ thì em bắt đầu vào câu hỏi nè. Đầu tiên chắc là hỏi nhanh là chuyên gia công nghệ Nhật Hùng, anh có rất nhiều những cái phần trải nghiệm của các hãng công nghệ khác nhau.
Vậy thì đố anh đó là thị trường hiện nay là có khoảng tầm bao nhiêu thương hiệu TV? Giờ em cho anh 10 giây anh kể được bao nhiêu tên của thương hiệu. 10 giây. 10 giây nha. Ừ, càng 10 giây. 10 giây bắt đầu. Dạ. Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic, TCL, Coca, còn Toshiba. Toshiba. Rồi tiếp tục. Hình như nào ạ? Asanzo. Ok. Rồi, đó, anh Hùng đã vừa mới kể ra các thương hiệu, có cả các thương hiệu TV nổi tiếng của nước ngoài và cả những thương hiệu Việt nữa. Thì anh Kỳ cảm thấy điều này thế nào? Thì thật ra thì hiện tại trên thị trường Việt Nam á, của mình là khoảng tầm 15 thương hiệu TV đang vận hành ở trên thị trường Việt Nam. Thì có thể kể đến một số những cái tên thương hiệu rất là nổi bật của Việt Nam. Thì hiện tại là gần đây đang rất là phát triển. Và một số những cái công nghệ thương hiệu lớn của các mảng gia dụng khác nữa, ví dụ như bên các thương hiệu bên Trung Quốc, họ thâm nhập vào thị trường Việt Nam và bắt đầu phát triển những cái sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam. Thì đó chính là một số những cái thương hiệu mà hiện tại đã vận hành ở tại thị trường Việt Nam. Thì tổng sản lượng của các ngành về sản lượng của TV trong năm 2021 là khoảng tầm 2,7 triệu chiếc TV trong năm. Dạ vâng. Còn riêng về thương hiệu TCL thì sao? Cái vị trí mà cái sản phẩm bán ra hoặc là cái vị trí thương hiệu trên thị trường Việt Nam thế nào? Hiện tại trên thị trường Việt Nam của TCL là đứng thứ tư. Còn thương hiệu của TCL tại thị trường toàn cầu là hiện tại đứng thứ hai trên toàn cầu. Ồ, dạ vâng. Là về cái số lượng mà sản phẩm được bán ra dành cho đại đa số người dùng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Rõ ràng đó là cái nhu cầu về các thiết bị về TV trong gia đình là cực kỳ lớn, và đặc biệt trong những cái khoảng thời gian có những cái dịp lễ hội của toàn thế giới như là World Cup này nữa. Rồi bây giờ em sẽ đi thêm một chút xíu về các xu hướng nổi bật nhất trong cái lĩnh vực nghe nhìn cụ thể là dành cho chiếc TV hiện nay. Theo anh Hùng nghĩ đó là các xu hướng nó đang đi tới đâu rồi anh ạ? Người dùng họ yêu cầu điều gì ở một thiết bị TV ạ? Thì như em cũng biết, các bạn cũng biết là cái TV là một cái sản phẩm công nghệ không thể thiếu cho mỗi gia đình. Nên người tiêu dùng đặt rất nhiều cái kỳ vọng cũng như những cái nhu cầu của mình vào chiếc TV đó. Đó là nơi tập hợp thành viên, gắn kết lại với nhau. Và qua những cái quá trình phát triển thì TV nó càng ngày nó tích hợp những công nghệ để cải thiện hình ảnh ngày càng đẹp hơn. Hình ảnh tốt hơn, đẹp đúng hơn. Rồi. Dạ, rồi. Thứ nhất là hình ảnh, và cái thứ hai dĩ nhiên là âm thanh. Âm thanh họ sẽ tích hợp những cái chuẩn âm thanh để tạo cho TV có những cái âm thanh không thua kém gì trong rạp hát. Và cái thứ ba nữa là TV càng ngày có kích thước và độ phân giải càng cao. Và cuối cùng là em cũng biết là cái nhu cầu về giải trí thì cái nội dung giải trí phải càng ngày càng phong phú hơn. Rõ ràng là thực sự là người dùng càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, và khi mà chúng ta đáp ứng được những yêu cầu đó của người dùng thì các hãng mới là chinh phục được người dùng. Lúc đấy thì anh Kỳ có chia sẻ về cái vị trí của TCL trong cái doanh số bán ra được, thì TCL đã làm những gì để đáp ứng được những nhu cầu của người dùng, công nghệ của anh đi thế nào? Cũng giống như anh Hùng vừa chia sẻ thì là về công nghệ màn hình, thì hiện tại là hình ảnh là cái quan trọng nhất của một chiếc TV. Thì tất cả các hãng hiện tại đều cố gắng phát triển những cái công nghệ để đẩy cái khả năng hiển thị của hình ảnh lên, từ độ sáng, độ tương phản cũng như là tốc độ chuyển động. Rồi, còn về phần âm thanh thì các hãng hiện tại đang cố gắng tích hợp những cái công nghệ âm thanh mà không nén để cho chuẩn âm thanh nó được thể hiện chi tiết hơn trên chiếc TV của mình. Rồi, còn về kích thước màn hình thì chắc chắn rồi, thời điểm mùa World Cup hiện tại là cái nhu cầu của người dùng về cái màn hình lớn thì rất là nhiều. Thì hiện tại là các hãng cũng đang chạy đua vũ trang với những chiếc TV màn hình lớn. Và chắc chắn nữa là cái phần cuối cùng của anh Hùng vừa chia sẻ là những cái nội dung mà người dùng người ta xem thì sẽ càng nhiều hơn và sẽ được tích hợp trên chiếc TV nhiều hơn để cho người dùng có thể trải nghiệm được đầy đủ hết những cái nội dung bên trong. Phú nhớ là trong một cái post công nghệ á, khi mà chúng ta điểm danh lại các tấm nền màn hình á, nó sẽ bắt đầu đó là Full HD, rồi tới là LED, rồi QLED, Mini LED. Thì cái tấm nền này nó có quan trọng hiện nay đối với lại người dùng không ạ? Hai vị chuyên gia, các em nhờ anh Kiệt chia sẻ thêm. Thì thật ra thì về tấm nền nó sẽ phân ra làm rất là nhiều loại. Thì hiện tại cái tên gọi mà mình thường hay nghe nhiều nhất là LCD. Rồi hiện tại trên thị trường là TV LED. Yeah. Rồi sau này thì nghe tới những cái tên cao siêu hơn như là OLED, QLED, rồi Mini LED. Thì đó là những cái loại tấm nền của màn hình. Theo từng thời gian thì nó sẽ phát triển lên một cái tầm cao hơn để giúp cho người dùng trải nghiệm những cái tính năng mà những cái trải nghiệm về phim ảnh nó đã hơn trên một chiếc TV màn hình to. Rồi còn về những cái khả năng hiển thị về cái chi tiết của hình ảnh á, thì là độ phân giải.
thì hình ảnh hiện tại là đồ phân giải phổ thông nhất trên thị trường là chiếm khoảng tầm, theo khảo sát thì là khoảng tầm 60% nhu cầu của người dùng hiện tại là tìm kiếm về một chiếc TV màn hình độ phân giải 4K. Rõ ràng là với cái nhịp sống hiện đại bây giờ thì cái nhu cầu người dùng đa dạng vô cùng. Một chiếc TV như anh Hùng có nói là phải đáp ứng giải trí tại gia, rồi những giải đấu thể thao phải có cái cảm giác là làm sao mình giống như thật, đúng rồi, ở giữa sân vận động, rồi nếu mà xem phim thì phải đem rạp chiếu phim vào phòng khách. Vậy thì các anh cho em biết thêm là những công nghệ mà đáng chú ý hiện nay mà một chiếc TV có thể làm được những điều này. Thì như anh Kiệt đã nói hồi nãy, công nghệ màn hình phẳng TV á, bây giờ nó rất là nhiều công nghệ, có thể là nó làm những người tiêu dùng họ không biết chọn lựa công nghệ nào. Nhưng mà theo ông thấy xu hướng hiện nay, người ta đang tập trung vào công nghệ QLED, mini LED và cái tần số quét của màn hình. Dạ, nếu như là đó là cái công nghệ tấm nền phải ra sao nữa không? Rồi mới nhất và nó có cho chất lượng hình ảnh cao, dạ, phù hợp với những nhu cầu của người tiêu dùng. Cái 144Hz mà nói là tần số quét, là tần số quét là cái tốc độ chuyển động hình ảnh và kích thước màn hình lớn để đáp ứng được. Thế thế này em bây giờ anh Kiệt phân tích rõ hơn những cái xu hướng nổi bật của công nghệ TV hiện nay để tạo ra cái sự bùng nổ về giải trí hiện nay. Thì thực ra là về chiếc TV á, là hiện tại cũng đẩy mạnh rất là nhiều về cái khả năng hiển thị của hình ảnh. Về QLED thì mục đích chính ra đời của các cái dòng sản phẩm QLED đó chính là khả năng thể hiện về màu sắc so với lại các TV LED thông thường. Thì lúc trước thì là các dòng TV LED thông thường thì giải màu của nó không có được rộng. Thì so với lại QLED hiện tại là nó đang cải thiện ngày càng tốt hơn về cái khả năng hiển thị về màu sắc. Và về mini LED thì đây là một loại đèn nền có thể tích hợp được trên chiếc TV. Và mini LED hiện tại nó là một cái xu hướng cho tất cả các hãng công nghệ về màn hình đang cho ra mắt dòng sản phẩm mini LED của mình. Có thể kể tên đến là một số những dòng laptop như của Asus hay là iPad của Apple cũng đã ra mắt cái dòng sản phẩm mini LED rồi. Thì với mini LED nó sẽ làm cho cái bóng đèn nó nhỏ hơn. Thì những cái bóng đèn nhỏ hơn thì nó sẽ được có thể chứa được nhiều cái bóng đèn LED hơn. Thì những cái bóng đèn LED đó nó sẽ làm cho cái khả năng hiển thị về độ sáng nó lớn hơn và độ tương phản chi tiết hơn. Kết hợp hai cái QLED và mini LED lại để cùng một lúc cho ra mắt thêm một cái công nghệ nữa là tần số quét màn hình nó cao hơn để cho nó chuyển động mượt mà hơn trên một chiếc TV vừa sáng vừa hiển thị chi tiết tương phản và có chuyển động nhanh nữa. Một chiếc TV này anh Hùng có nói là màn hình càng ngày càng phải lớn hơn. Như vậy thì các hãng công nghệ họ đang phải làm điều gì để mà đáp ứng được cái nhu cầu này? Dạ, chắc em nhờ anh Kiệt trước. Dạ. Về cái công nghệ màn hình hiện tại là trên chiếc TV màn hình lớn á, là cái việc mà các thương hiệu hiện tại đang cố gắng đưa nhau về cái khả năng hiển thị của cái màn hình trên một chiếc TV màn hình to mà độ phân giải phải cao để cho cái khả năng hiển thị mà trên từng cái điểm mạnh của màn hình nó phải cực kỳ chi tiết. Thì hiện tại là các hãng đang cho ra mắt các dòng sản phẩm không chỉ dừng lại ở kích thước 75 inch mà hiện tại đã ra mắt tới dòng 86, 90, 98 inch và đặc biệt là những dòng sản phẩm 98 tới 100 inch, đây là những cái dòng sản phẩm cực đại mà cái độ phân giải của chiếc TV đó cũng cực là nét để cho khi mà mình xem trên chiếc TV màn hình lớn thì nó sẽ không có bị bể. Đó chính là một số những cái sự đua vũ trang của các hãng công nghệ cho một chiếc TV màn hình lớn. Ôi giời, anh Hùng cảm thấy thế nào điều này? Công nghệ ngày càng phát triển rất là kinh khủng. Thì nhu cầu chúng ta, em cũng biết là một cái TV càng lớn thì cái số điểm ảnh nó phải càng cao và nó sản xuất càng phức tạp hơn. Yeah. Một TV khoảng 40 inch, 50 inch thì chúng ta có thể sản xuất rất là dễ dàng, nhưng mà lên đến 100 inch thì từ khâu sản xuất vận chuyển là cả một vấn đề. Như vậy thì còn cái việc mà nếu mà người dùng họ lựa chọn, tại vì thực sự là rõ ràng là với người dùng của như là Vĩnh Phú và quý vị độc giả của VnExpress thì đều mong muốn là mình phải coi lớn nó mới đã nhé. Như vậy thì các vị chuyên gia có những chia sẻ, những lưu ý gì khi mà chúng ta lựa chọn các dòng TV mà có kích thước lớn không ạ? Để em mời anh Hùng ạ. Thì trước đây khoảng 10 năm thì một chiếc TV 40 inch đã là TV lớn. Dữ dội. Và người ta rất hài lòng với kích thước đó. Nhưng mà cuộc chạy đua vũ trang các hãng thì càng ngày còn tăng kích thước lên để cái trải nghiệm xem, nhất là khi độ phân giải 4K ra mắt đó, thì cái TV nó càng to hơn để người dùng có thể thấy từng chi tiết trong bộ phim, những chương trình giải trí. Thì một số người nói với Hùng là TV lớn sẽ làm cho mình coi mỗi mắt thì mắt phải di chuyển liên tục rồi có thể làm hư mắt. Thì cái đó là đối với một TV độ phân giải thấp mà lớn thì khi chúng ta ngồi gần xem thì hình ảnh nó sẽ bị vỡ và chúng ta phải điều tiết mắt thì mắt chúng ta sẽ bị mỏi. Nhưng mà với độ phân giải 4K thì một chiếc TV từ 50 inch đến 100 inch thì chúng ta có thể ngồi gần khoảng
có thể ngồi gần 4 mét, nhưng mà điều kiện tốt nhất là khoảng từ 5 đến 6 mét một căn phòng, là chúng ta có thể đặt cái màn hình 100 inch. Và khi đặt màn hình, chúng ta cũng lưu ý là nhiều người cứ quan niệm là màn hình trong nhà phải treo lên cao, xem cao thế này, thì thường những cái tivi treo cao thì người ta đặt ở những nơi công cộng để cho nhiều người vô quan sát. Trong gia đình thì chúng ta nên đặt màn hình khoảng ngang tầm mắt. Mà điều này chúng ta an tâm là những cái hãng, là những trung tâm thương mại, khi họ đến lắp đặt tivi chúng ta, họ sẽ tư vấn ta những cái vị trí lắp đặt tivi rất là cặn kẽ, nên người tiêu dùng có thể yên tâm về vấn đề này. Nhưng mà còn về cái không gian để mà lắp đặt, mình cũng phải định hình trước không anh Kiệt hả? Thì thực ra đối với những dòng TV mà như anh Hùng chia sẻ là khoảng tầm 40 inch thì cái vị trí lắp đặt nó khá là đơn giản. Mình chỉ cần lắp lên trên cái kệ là mình có thể trưng rồi. Mà đối với những dòng TV lớn hiện tại, ví dụ như 75 inch, thì lúc đó mình sẽ phải xem xét cái vị trí mình đặt ở đó. Và đặc biệt đối với thị trường hiện tại là đang nổi lên một cái xu hướng, đó chính là những màn hình cực đại lên tới 98 inch. Thì đối với những dòng TV đó thì không phải chỉ riêng là cái không gian vị trí mình đặt, mà mình còn phải quan tâm tới cái khâu vận chuyển cho chiếc TV đó nữa. Tại cái một chiếc TV 98 inch thì kích thước của nó rất là lớn, và một chiếc TV màn hình lớn như vậy thì nội về cái màn hình thôi là nó đã hơn, nó khoảng tầm 2m3 tới 2m4 rồi. Rồi cái thùng sản phẩm, rồi cộng thêm những cái linh kiện trong đó nữa, thì một cái thùng TV nó khoảng tầm 2m5 chiều ngang. Và thường thì ở các cái chung cư hay là những cái tòa nhà của Việt Nam mình thì cái thang máy thì nó không có được lớn lắm. Thì khi mà cái khâu vận chuyển của một chiếc TV 2m5 vô trong thang máy nó cũng khá là khó khăn. Thì có một số những cái kỷ niệm vui, đó chính là TCL đã từng vận chuyển cho nhà khách một chiếc TV 98 inch đến nhà khách. Thì khi đó là phát sinh ra, đó chính là khách hàng người ta không có chia sẻ về cái thang máy, thành ra là mình phải dùng cái cần cẩu để cẩu cái TV đó lên trên nhà của khách luôn. Có nghĩa là anh đi đường cửa sổ hả? Đúng rồi. Có nghĩa là TCL nhà anh là lo tận nơi cho khách hàng luôn. Đúng rồi. Công nhận đó là rõ ràng là quý vị độc giả khi mà mong muốn sở hữu một chiếc TV màn hình lớn thì cũng phải chú ý về vấn đề này. Chúng ta phải rõ ràng hết tất cả các thông số về lối đi, về thang máy ra sao để mà hỗ trợ cho đội vận chuyển lắp đặt, để đảm bảo nhất đó là nhà mình đẹp, TV vào đó cũng đẹp, mọi thứ ổn định hết. Chứ không phải là đưa đến trường hợp kiểu này thì nó cũng hơi mệt quá, nó cũng hơi cực dành cho cả gia chủ và dành cho cả đội kỹ thuật nữa. Rồi bây giờ nếu mà TV là một thiết bị nghe nhìn mà chúng ta đang nói về tổng quát nãy giờ rồi, bây giờ em xin phép đi sâu vào nữa. Bây giờ về công nghệ mà phần nhìn á, thì các hãng hồi nãy anh Kiệt có nói là đang chạy đua vũ trang để mà khiến cho công nghệ càng ngày càng tốt hơn. Chắc em nhờ anh phân tích sâu về phần này, về đặc biệt phần nhìn ha, là các hãng đang chạy đua vũ trang cụ thể là gì, các công nghệ gì, nó rõ ràng được danh luôn ạ. Hiện tại á, là về công nghệ hình ảnh thì nó sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên là về phần cứng, những cái công nghệ phần cứng như là Kiệt vừa chia sẻ là về tấm nền của màn hình, độ phân giải, rồi tần số quét, tốc độ chuyển động. Đó là những cái công nghệ mà mình có thể kể tên ra những cái tên gọi nổi bật như là QLED, Mini LED, rồi tần số quét màn hình cao. Đó là những cái công nghệ về phần cứng để giúp cho hình ảnh nó có thể dựa vào cái phần cứng đó để có thể chạy được những cái nền tảng hình ảnh nó nét hơn. Ngoài ra thì nó sẽ kết hợp lại với bên một số những cái hãng công nghệ để đưa ra mắt những cái nội dung số về cái việc là phần mềm của chiếc TV đó phải thể hiện được đúng cái ý nghĩa của cái bộ phim mà đạo diễn mong muốn. Ví dụ như những cái nền tảng của Netflix trên các cái TV thì sẽ hỗ trợ một số những cái công nghệ như là Dolby Vision để đẩy mạnh cái khả năng hiển thị độ sáng, độ tương phản của trên chiếc TV. Và khái niệm về rạp hát tại nhà, về iMac Enhance để cho một chiếc TV màn hình to có trải nghiệm hình ảnh nó đẹp hơn, rộng hơn và sắc nét hơn. Dạ, yeah. Anh như không nghĩ thế nào về điều này ạ? Nhiều bạn bè hay là người tiêu dùng á, hỏi Hùng á, một câu hỏi rất thú vị là họ nói họ ra siêu thị á, họ thấy nào là TV QLED, rồi Nano Cell, Quantum Dot, Triluminos. Thì họ không biết ơi, bây giờ có nhiều quá, công nghệ phức tạp quá, không biết mua cái gì. Rồi mini LED, LED nền, LED viền. Thì Hùng có nói với mọi người là tất cả những cái tên mà nãy Hùng vừa kể ra nó tụ chung đều là công nghệ QLED. Nhưng mà mỗi hãng họ sẽ đăng ký một cái tên khác nhau để họ kinh doanh. Dạ vâng. Thì QLED đang là một công nghệ sự cạnh tranh mà. Chúng ta biết hiện nay thị trường thì giữa OLED và QLED là hai công nghệ cạnh tranh nhau khốc liệt. Thì QLED đang là một công nghệ có phần hơi nhỉnh hơn, do nó kết hợp với tấm nền LCD và QLED nano cell chấm lượng tử đó, và đèn nền mini LED, thì nó sẽ đạt được những cái ưu điểm của
màn hình OLED và nó sẽ khắc phục được những yếu điểm của màn hình OLED. Nên hiện nay, theo mình nghĩ thì QLED đang là một công nghệ màn hình có phần hơi thắng thế đó so với về mặt chất lượng hình ảnh và giá thành. Một phần là vì những cái công nghệ của anh Hùng vừa chia sẻ thì nó cũng phù hợp với túi tiền đại đa số của người dùng Việt của mình nữa. Thì đối với cái dòng OLED thì giá thành của nó sẽ khá là cao. Đây là dòng sản phẩm của khi mà giới người dùng mình chọn thì đây là dòng sản phẩm chuyên về game. Thì khái niệm về game TV á là cũng bắt đầu xuất hiện trong một hai năm gần đây. Đối với người dùng phổ thông thì đa phần là người dùng về PC đi chẳng hạn, thì họ sẽ dùng về màn hình vi tính để họ có thể trải nghiệm được. Nhưng mà màn hình vi tính thì thường thì nó khá là nhỏ. Rồi những cái tựa game như là AAA để mà mình có thể trải nghiệm không gian mở thì đối với dòng sản phẩm C735 được tích hợp những cái công nghệ chuyển động nhanh kết hợp với lại những cái cả công nghệ anh Hùng vừa chia sẻ là chấm lượng tử trên một chiếc màn hình. Hiện tại thì đối với một chiếc TV mà chơi game thì nó không chỉ riêng là chỉ cần chuyển động nhanh, chuyển động mượt là nó ok. Đối với TCL là mong muốn là ngoài cái việc chuyển động trên chiếc TV này nó mượt mà, còn có khả năng thể hiện về cái màn hình có tấm nền QLED để giúp cái tông màu, tái màu sắc nó tái tạo màu sắc nó đẹp hơn. Đối với những tựa game mở, ví dụ như mình chơi những tựa game trên Xbox X cao thế giới hay là PS5, đó những cái tựa game đó có thể tích hợp lên trên màn hình. Và ngoài ra thì đối với cái công nghệ AMD FreeSync để tích hợp với lại các dòng sản phẩm thì có thể kết hợp với cả PC luôn để mình có thể chơi những cái tựa game với cái độ nét cao và cái tần số quét mượt mà với 144Hz. Đó là về phần nhìn, còn bây giờ là chắc là về chuyên gia Nhật Hùng, anh Hùng là cũng là một chuyên gia về âm thanh, em phải hỏi về phần nghe. Có rất nhiều những công nghệ như là Dolby Vision, Atmos, Vision là của phần nhìn, Atmos là phần nghe, hay là IMAX Enhanced, hay là Onkyo về thương hiệu. Thì để tạo ra được những cái sự kết hợp này thì anh thấy đó là các công nghệ, các sản phẩm TV cần làm điều gì để có thể tạo ra được những trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho người dùng. Và tốt nhất là như thế nào, cũng định nghĩa rõ ràng luôn. Thì trước đây cái TV màn hình phẳng của mình đó, nó có một cái nhược điểm là người ta sản xuất phải càng ngày càng mỏng đi. Mà như em cũng biết là một hệ thống tái tạo âm thanh nó cần có một khoảng không gian để tái tạo các dải tầng của âm thanh đầy đủ nhất, là dải cao, dải trung và dải trầm. Thì những cái loa ở trong TV đó nó phải làm những cái loa cực tốt. Thì gần đây anh thấy những cái hãng TV trên thế giới họ có một cái sự kết hợp rất là hay, là họ kết hợp với những cái hãng âm thanh đã có kinh nghiệm trên thế giới nổi tiếng giống như JBL hay là Amkaden. Thì ở TV TCL anh thấy đã kết hợp với thương hiệu Onkyo, là một thương hiệu âm thanh Nhật Bản rất là nổi tiếng lâu năm, để tích hợp những cái loa, những công nghệ lên trên cái màn hình để tái tạo những cái dải âm thanh được đầy đủ hơn. Và em cũng biết là người ta thường có cái câu đó là mua màn hình lớn để mang cả rạp hát về nhà. Em cũng thấy là ở rạp hát đó, đi xem phim đó, công nghệ Dolby Atmos đó, âm thanh nó rất là kinh khủng phải không? Loa trong đành cả chục cái loa thì all around you. Loa TV thì có ít loa, là tại sao phải lại sao lại tái tạo được âm thanh vờm trong cinema đem về nhà mình? Thì đó là một những cái chuẩn âm thanh như Dolby Atmos hay là Impact Enhanced đã được các hãng TV nói chung hay là TCL nói riêng kết hợp vào cái bộ giải mã âm thanh để tạo ra những cái cảm giác âm thanh vờm như trong rạp hát. Thực sự em cũng muốn hỏi thêm anh Kỳ về điều này, đó là cái như trong rạp hát mà dành cho TV là thế nào? Tại vì chắc rất nhiều độc giả đang muốn hình dung rõ nét hơn là cái âm thanh nó sẽ ở đâu, hay là nó chỉ có hai loa mà làm sao lại tái tạo được âm thanh vờm. Em thắc mắc lắm. Thì về cái dòng sản phẩm của TCL là kết hợp với bên Onkyo, thì như anh Hùng chia sẻ là Onkyo là nó là một thương hiệu bên của Nhật Bản chuyên về âm thanh. Thì thành ra là TCL kết hợp với Onkyo để có thể mang những cái phần cứng và phần mềm của Onkyo tích hợp trên chiếc TV. Thành ra là trên TV TCL thì sẽ có cái hình ảnh do TCL về màn hình, và âm thanh thì sẽ do bên Onkyo họ chế tác cho dòng sản phẩm của TCL. Thì ngoài việc là Onkyo tích hợp vô trong đó thì TCL trên chiếc TV cũng có sở hữu được những công nghệ của bên Dolby Atmos. Thì công nghệ Dolby Atmos là nó sẽ tạo ra một cái âm thanh đa chiều. Âm thanh đa chiều là như thế nào? Ví dụ như những cái cảnh phim khi mà mình đi xem phim chiếu rạp, những cái bộ phim mà bắn súng, máy bay bắn từ trên xuống, những cái âm thanh đạn bay từ trên xuống chẳng hạn, thì những cái âm thanh đó khi mà nó thể hiện lên trên TV á, thì TV phổ thông thì chỉ có hai bên loa thôi, loa trái và loa phải. Thì thông thường thì chỉ có một cái công nghệ cho loa trái loa phải là âm thanh vờm. Thì âm thanh đó là âm thanh xung quanh bên trái phải. Còn với Dolby Atmos thì nó sẽ tạo ra thêm một cái trường âm thanh nữa, đó là từ trên đi xuống. Thì
đối với TV TCL thì thường đối với những dòng mà có Dolby Atmos thì nó sẽ giả lập một cái âm thanh từ trường đi trên xuống, mình sẽ có thể cảm nhận được là những cái tiếng đạn bay, tiếng mưa rơi hay là tiếng trực thăng ở bên phía trên của mình. Còn với TV thông thường thì chỉ có thể cảm nhận ở bên phía bên trái và phải thôi. Đó là cái công nghệ có thể hỗ trợ dành cho TV TCL là giả lập lại trường âm thanh để mình có cái cảm nhận giống rõ như trường hơn. Hát. Đúng rồi. Chùa chọa đúng nghĩa là mang cả thế giới điện ảnh về nhà. Nhưng mà thực sự là em muốn hỏi thêm một chút xíu nữa, nhưng mà bây giờ các anh đang chia sẻ rất nhiều công nghệ như vậy, và các công nghệ như vậy thì hình như là có phải hay không, nếu mà chỉ được tích hợp vào các dòng TV cao cấp thì làm sao người dùng bình dân và phổ thông có thể mua được ạ? Thì chắc là em hỏi anh Hùng trước. Cái câu chuyện này là... thì rất may mắn là công nghệ Dolby Atmos đang là xu hướng, nó sẽ được tích hợp vào những cái TV cao cấp hay là những TV có tầm giá cao. Nhưng mà bên cạnh Dolby Atmos còn có DTS, là một công nghệ âm thanh, một chuẩn âm thanh vờm cũng rất là nổi tiếng. Thì em thấy đa số chuẩn âm thanh DTS đã được tích hợp lên nhiều loại TV, cũng như TV TCL có âm thanh DTS. Thì em nghĩ sau này trong cái quá trình sản xuất thì âm thanh Dolby Atmos sau này cũng sẽ được các hãng tích hợp vào những TV phổ thông để cho người tiêu dùng càng ngày càng có trải nghiệm tốt hơn. Thì đối với xu hướng hiện tại về các sản phẩm công nghệ thì những cái tính năng nổi bật của những năm thế hệ trước đối với những dòng sản phẩm cao cấp, thì những năm thế hệ sau này thì mình sẽ được kế thừa những cái tính năng của cái dòng cao cấp trước đây, thì mình có thể sử dụng những cái công nghệ này cho những dòng phổ thông dành cho người dùng. Ví dụ như mình vừa nãy anh Hùng cũng như là Phú có nói về cái công nghệ Dolby Atmos và DTS, thì hai công nghệ này thực tế ra những năm trước đây thì đó là một cái công nghệ rất là cao cấp cho dòng sản phẩm cao. Nhưng mà hiện tại do xu hướng thị trường về công nghệ hiện tại, giá thành của sản phẩm cũng đang cố gắng để kế thừa lại những cái dòng tính năng công nghệ mới hơn cho những cái dòng cao cấp. Thì những dòng sản phẩm cao cấp trước đây với tính năng đó thì sẽ tích hợp cho những dòng sản phẩm tầm trung, để cho dòng sản phẩm tầm trung có thể sở hữu được những cái tính năng này. Và khi mà đối với các hãng thì cũng mong muốn là sẽ mang đến người tiêu dùng những dòng sản phẩm tích hợp những tính năng cao cấp này trên những dòng sản phẩm mà người dùng có thể dễ dàng sở hữu được. Đó là cái định hướng của TCL cho cái dòng sản phẩm mà tầm trung, là với khách hàng người ta mua hàng thì dòng sản phẩm phổ thông vẫn sở hữu đầy đủ những tính năng cao cấp cho những dòng sản phẩm trước đây. Đảm bảo luôn, em cảm ơn anh Kiệt rất nhiều, là đại diện TCL đã đảm bảo là các công nghệ sẽ luôn luôn được áp dụng, sẽ càng ngày càng được áp dụng nhiều hơn dành cho nhiều giải sản phẩm khác nhau. Mọi người đều trải nghiệm được. Dạ, rõ ràng là đúng. Tại vì trải nghiệm công nghệ thì Vĩnh Phú nghĩ rằng tất cả mọi người dùng đều xứng đáng được trải nghiệm, bởi vì công nghệ càng ngày càng phát triển nhiều hơn nữa mà. Bởi vì ở đây là Vĩnh Phú có một mẫu TV TCL QLED 4K C735 55 inch. Bây giờ sẽ mời hai vị chuyên gia xem một đoạn video và sau đó là mô tả lại những trải nghiệm công nghệ mà hai vị chuyên gia cảm nhận được ở trong chiếc TV này nó rõ nét như thế nào nha. Ok, mình bắt đầu nha. Sử dụng một đoạn video test. Bây giờ các anh cảm nhận được là những cái công nghệ gì nó vừa lọt vào mắt các anh thì các anh giữ đấy. Xong tí nữa anh em mình cùng nhau chia sẻ. Ok nha. Rồi, đây em... xin mời. Vô. Kéo nó xuống. Wow, rất trending ha. Đảo cọ. Đem cho âm thanh lên tí nữa nha. Đấy. Đấy. Lên từng bước nữa nha anh Hùng nha. Anh Hùng cảm nhận thế nào về một đoạn video rất ngắn thôi nhưng mà rõ ràng là đã thay đổi cả không gian? Thì em chọn clip này rất là hợp lý này, là vì cái clip này ánh sáng như vậy, cái hiển thị hình ảnh rất là phức tạp, thì nó có những cái bãi cát nè, rồi những cái tòa nhà, là đó là những cái độ chi tiết, những ô cửa ở xa mà những cái ô cửa, những cái nó thể hiện rất là rõ từng chi tiết. Còn về ánh sáng thì chúng ta thấy cái sự tương phản giữa những cái bãi cát nè, bầu trời, thì trong những cái vùng sáng nó vẫn thể hiện tốt chi tiết của cát, hay là trong vùng tối như vùng cỏ nó vẫn thể hiện tốt những cái chi tiết vùng tối, là cái độ tương phản động cái HDR nó rất là rộng. Và về màu sắc thì màu rất là ngọt. Trên bãi cát em thấy nó có rất là nhiều màu. Ví dụ như là một TV mà cái dãy màu nó hẹp thì chúng ta thấy cát màu vàng,
mà trên đây chúng ta nhìn thấy là cát ở nơi nó xanh, cái nơi cam, cái nơi hơi vàng, là cái dải màu rất là rộng. Đây là một cái video test, nói chung là nó thể hiện được về cái độ tương phản, dải động và độ màu sắc rất là tốt. Giờ anh Kiệt cho em anh định nghĩa rõ hơn là tại sao mình làm được điều đấy. Đó là những cái vừa rồi là anh Hùng chia sẻ những cái thông số kỹ thuật của chiếc TV này, khi nó hiển thị lên trên màn hình thì mình có thể nhìn rõ hơn là về cái khả năng hiển thị về màu sắc đó, là để có thể làm được cái điều mà như anh Hùng vừa chia sẻ là mình sẽ có màu vàng đậm, màu vàng nhạt rồi của bãi cát, rồi màu màu cam của những cái bãi cát ở cái khung hình trước đó. Thì ở những cái khung hình này khi mà mình thể hiện lên á, thì đối với một chiếc TV phổ thông mà cái dải màu thấp á, thì nó sẽ là một màu chung chung, là nó sẽ không thể hiện được cái từng lớp màu. Thì cái dải màu của chiếc TV này nó được tích hợp cái công nghệ QLED. Thành ra là để mà thể hiện được cái công nghệ QLED này, nó sẽ đẩy cái tông màu dải màu này lên rộng hơn. Và cái dải màu của điện ảnh đối với dòng sản phẩm QLED của TCL là đạt được 100% dải màu DCI-B3. Đấy, thì đấy là đẩy màu điện ảnh của chiếc TV QLED có thể thể hiện được. Rồi, về những cái việc tương phản của chiếc TV này thể hiện lên, ví dụ như màu xanh của cỏ và màu đen, cỏ xanh đen, xanh đen, xanh đen, thì cái khả năng thể hiện được của cái độ tương phản á, là nhờ có những cái công nghệ về hiển thị về tương phản cao, thì cho chiếc TV này có khả năng hiển thị là độ tương phản nó nét hơn so với lại những chiếc TV thông thường. Thì ở công nghệ có dòng sản phẩm mà chiếc TV này thì nó có công nghệ Dolby Vision. Thì để mà mình đạt được cái chứng nhận Dolby Vision thì cái cấu hình, cấu tạo của chiếc TV nó phải đạt được những cái chuẩn của Dolby yêu cầu ra. Thì đối với dòng sản phẩm này, tuy là cái video này hiện tại nó chỉ hiển thị HDR thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ đẹp, đẹp hơn rất là nhiều so với lại những dòng TV phổ thông sử dụng HDR thông thường. Đây là những cái tiếng mà tiếng trực thăng với tiếng xe, nó có hai dải âm khác nhau. Anh Hùng cảm thấy thế nào? Em bật volume lớn nhất chưa? Rồi bây giờ em thêm một đoạn nữa, em bật thử giải nhỏ, từ giải nhỏ đến giải cao. Không, còn em chỉ cho anh xem cái volume này đang ở mức nào thôi. Dạ. Đó, bây giờ em sẽ chuyển nha, từ giải thấp rồi tới giải cao lên. Nói chung thì anh quen nghe những dạng âm thanh lớn, nhưng mà hồi nãy anh hỏi em là bật cái volume lớn mức chưa, thì anh xem những cái đoạn hành động á, những cái tivi thông thường nếu mà xem mà mức volume lớn mà những cái đoạn cháy nổ này nó sẽ bị vỡ tiếng, có nghĩa là nó làm chúng ta mệt á, tiếng nó bị vỡ do cái loa nó thể hiện không hết được cái dải của cái âm thanh, từ những tiếng cao, tiếng len keng, tiếng súng, hoặc là những tiếng cháy nổ, tiếng xe va chạm vào nhau thì nó sẽ bị vỡ tiếng nếu mà loa mình không tốt. Nhưng mà ở cái phim này hồi nãy anh xem á, những cái đoạn này anh xem nhiều rồi, thì điều đáng mừng là âm thanh nó không bị vỡ tiếng. Chúng ta xem một thoải mái, đối thoại của nhân vật trong phim vẫn rõ ràng, và các tình huống mặc dù nó không thể hiện được như một bộ loa có đủ loa súp hay gì, nhưng mà đối với một chiếc tivi mà hồi nãy anh có ra phía sau anh xem á, cái cấu tạo tivi thì cái buồng âm nó cũng ở mức vừa phải, nó không làm cho tivi quá cồng kềnh, nên ở cái mức cấu tạo loa thế này, một cái thương hiệu loa NKO thể hiện cái phim trong cái không gian không có được tối ưu thì ở mức này là quá tốt. Theo anh cảm nhận là xem không mệt mà cảm thấy thoải mái là rất tốt rồi. Dạ, còn về cái phần cảm nhận về các giải tầng về âm thanh thì anh Kiệt thấy thế nào? Về những cái công nghệ âm thanh được tích hợp trên chiếc TV này á, thì là cái giải tầng của nó mạnh nhất á, là cái việc mà chiếc TV này có thể thể hiện được ra những cái vật thể khi mà nó va chạm, nó chuyển động. Thì là đặc biệt là nếu mà mình xem cái video thì từ đầu là mình sẽ thấy được là những cái âm thanh từ trường bên phía bên trên là cái trực thăng chạy, thì những cái âm thanh đó khi mà trực thăng từ trên cao rơi xuống, va chạm xuống dưới đất, thì mình cảm nhận rõ ràng luôn đấy là âm thanh đó nó đi từ trên đi xuống, chứ không phải là một cái âm thanh trường từ bên trái sang bên phải mà những chiếc TV thông thường sẽ thể hiện. Thì với chiếc TV này, khi mà âm thanh nó thể hiện lên trên đó, thì nó sẽ tạo ra thêm một cái trường âm thanh. Thì đối với cái trường âm thanh đó là tích hợp trên chiếc TV này là công nghệ Dolby Atmos, để cho người dùng có thể trải nghiệm được là âm thanh nó giống như rạp phía phim vậy đó. Thì đó là một cái điểm mạnh mà những chiếc TV thông thường sẽ không làm được. Thì anh bổ sung thêm là hồi nãy anh chỉ nói về cái thể hiện các dải âm,
Thì nói về năm 81, hồi nãy rõ ràng anh ngồi ở đây mà vị trí không được tối ưu nha. Đáng lẽ mình phải ngồi ngay giữa. Ngay giữa là đã nhất. Nhưng mà anh ngồi đây khi mà chiếc xe của người dơi chạy, anh vẫn thấy cái hiệu ứng từ xa gần. Thấy xe người dơi chạy từ xa tới thì âm thanh hiệu ứng rất là rõ. Thì ở đây cái điều kiện phòng ốc á, không được tối ưu. Chúng ta đặt cái tivi này không có phía sau nè. Đáng lẽ tivi mới đặt một cái tường thì âm thanh từ loa ra nó phản vào tường, nó sẽ đến tai người nghe. Nó tạo nên hiệu ứng âm thanh tốt hơn. Mà cái vị trí này anh ngồi bên hông, anh vẫn nghe được hiệu ứng âm thanh rất là rõ. Thì khi chúng ta ở trong một môi trường lý tưởng như trong phòng khách, phòng ngủ, khi mà đặt cái tivi đúng vị trí thì anh nghĩ là cái âm thanh của tivi này nó rất là tốt. Cảm ơn hai vị đại diện ạ. Rõ ràng là đó là các dòng tivi hiện tại là có rất nhiều những công nghệ được tích hợp. Nhưng mà đối với người dùng thì người dùng luôn luôn muốn đó là mua một phải được hai, được ba. Tại vì có quá nhiều hãng đang cạnh tranh với nhau phục vụ cho người dùng, đúng không ạ? Vậy thì những tiện ích gì mà anh thì không cảm nhận đó là người dùng đang đòi hỏi thêm anh hả? Thì trước đây một chiếc tivi á, như các bạn cũng biết là chúng ta coi chương trình tivi rất là thụ động. Nghĩa là nhà đài cho xem gì mình xem cái đó. Và chiếc tivi ta mua về chỉ có sử dụng từ buổi tối thôi. Gia đình buổi tối về mới xem thì đài chỉ phát. Hồi xưa đó chỉ phát từ 7 giờ tối chương trình Bông Hoa Nhỏ cho đến khoảng phim là cuối cùng là 10 giờ là hết. Và sau này thì tivi nó phát đi một ngày. Nhưng mà những cái chương trình cũng không có hay. Và đa số mình về mình chỉ coi tivi buổi tối thôi. Thì mình đài cho xem gì mình xem cái đó. Mà hiện nay thì cái nhu cầu giải trí nó lên nó bậc cao rồi, là chúng ta có quyền đòi hỏi xem cái gì chúng ta thích. Nên chiếc tivi bây giờ nó sẽ phải tích hợp nhiều tính năng. Nó gọi là tivi thông minh á, nó có một hệ điều hành. Và trong hệ điều hành nó chạy nhiều cái app, rất nhiều cái app. Và nhiều hãng tivi họ có những cái hệ điều hành khác nhau. Nhưng mà theo Hùng thấy là Google TV là một cái hệ điều hành rất là trải nghiệm, rất là tốt hiện nay trong cái hệ điều hành trên tivi. Thì Google TV nó cho chúng ta một cái trải nghiệm là chúng ta có thể tải hàng nghìn app, hàng chục nghìn app có sẵn ở trên CH Play về để chúng ta xem phim, hay là những cái app như là Netflix, những chương trình xem phim Galaxy Play, hay là những cái ngoài việc xem phim thì chúng ta có thể học trên TV qua YouTube. Ví dụ như Hùng học về nhiếp ảnh nè, bà xã học về nấu ăn. Buổi tối mà mấy đứa bé không biết anh có hoàn cảnh mới phá quá thì bật hoạt hình hay là những chương trình học qua cái phim hoạt hình nó xem. Thì chiếc TV là cái trung tâm gắn bó cho cả gia đình. Các bạn cũng biết là hiện nay chúng ta bị người ta nói là sống cá nhân hóa, chúng ta cứ giải trí vào những cái phương tiện như là iPad, điện thoại, chúng ta không có liên kết với gia đình đó. Thì bây giờ chiếc TV mình thấy nó rất ý nghĩa là nó sẽ là một sản phẩm công nghệ liên kết tất cả các thành viên gia đình lại với nhau thông qua các chương trình giải trí. Nên cái TV bây giờ phải là một chiếc TV thông minh. Chắc em cũng muốn nghe thêm về anh Kiệt, bởi vì cái chủ điểm này hay quá. Bởi vì chiếc TV là gắn kết cả gia đình và các nội dung số để tạo ra những trải nghiệm nhiều hơn cho gia đình, đúng không ạ? Thì đối với cái dòng sản phẩm thông minh hiện tại á, là mình như anh Hùng chia sẻ là về những cái hệ điều hành. Các hãng thì sẽ có những cái hệ điều hành riêng của họ. Thì đối với hệ điều hành của Google TV á, là trên chiếc TV của Google TV sẽ tích hợp rất là nhiều những ứng dụng và những tính năng thông minh trong đó. Đặc biệt là đối với Google TV thì mình có thể sử dụng cái Google Assistant để có thể điều khiển trực tiếp cho chiếc TV. Và cái trải nghiệm này là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho cái dòng sản phẩm thông minh. Với những người lớn tuổi khi mà họ sử dụng một chiếc TV á, là nếu như họ chỉ xem đài truyền hình không, họ nhấn số thì khá là dễ. Mà để mà một người lớn tuổi mà họ phải sử dụng YouTube, sử dụng FPT Play để mà xem nội dung ấy, thì cái điều đó nó khá là khó với những người dùng lớn tuổi. Thì trên chiếc Google TV nó sẽ tích hợp một cái tính năng giọng nói. Mình có thể sử dụng giọng nói để có thể điều khiển cho những cái nội dung mình xem. Giả sử như mình muốn xem YouTube thì mình muốn coi những nội dung nào, mình nhấn lên trên remote là nó sẽ mở luôn cho mình xem. Rồi. Thì đó là một cái tiện ích mà rất là dễ dùng cho những người dùng mà họ không có rành về công nghệ. Họ có thể trải nghiệm trực tiếp, thực tế lên trên chiếc TV. Và ví dụ như một cái thực tế diễn ra ở người dùng đi. Đó là đối với người dùng, những bạn trẻ, các bạn thường là sẽ có một cái chế độ là chế độ lười. Khi mà sử dụng một cái thiết bị thông minh là thường là sẽ muốn là mình chỉ có việc là mình một vài thao tác thôi là mình có thể sử dụng được rồi. Thì đối với chiếc TV thì hiện tại là mình có thể sử dụng giọng nói, mình nói một vài cái ký tự là nó sẽ gợi xuất đề xuất cho mình tất cả những cái nội dung mình xem luôn. Thì đó là một cái tính năng rất là hay dành cho các bạn rành về công nghệ cũng như là những người dùng lớn tuổi. Còn đối với những bạn trẻ hơn, các bạn có nhu cầu về gaming
các bạn có nhu cầu về trải nghiệm game thì trên chiếc TV hiện tại cũng hỗ trợ rất là nhiều những công nghệ game, ví dụ như dòng sản phẩm mà vừa qua đã đạt được top 1 về game TV của TCL là C735. Thì đối với dòng đó là khi mà người dùng cắm những cái máy chơi game vào như là Xbox hay là PS5 thì khi mà tích hợp lên trên đó thì những cái chức năng về game khi mà mình bật lên thì nó sẽ trải nghiệm đầy đủ hơn so với một chiếc TV không có những công nghệ về game đó. Dạ, thú vị quá vậy. Có nghĩa là một chiếc TV bây giờ là cả phần cứng, phần mềm được tích hợp với nhau và kể cả là cả một kho nội dung số nữa. Nhưng mà để có thể sản xuất được số lượng rất lớn để đứng ở vị trí top 4 về thị trường hiện nay như là TCL thì cái phần mà sản xuất dây chuyền hay nhà máy hay là phần R&D nghiên cứu sáng tạo công nghệ cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nào anh nhỉ? Thì hiện tại đối với dòng sản phẩm TV á, là cái quan trọng nhất là cái màn hình. Thì hiện tại là nhà máy của TCL về sản xuất màn hình có tên là CSOT. Đây là nhà máy hiện tại đang đứng thứ hai về sản lượng TV LCD bán ra trên toàn cầu. Thì đây là một cái dòng sản phẩm, một cái nhà máy mà chuyên sản xuất các dòng sản phẩm về màn hình. Thì có một số những cái thành tựu về nhà máy CSOT này, đó chính là về cái dòng sản phẩm 55 inch là đứng thứ nhất về sản lượng bán ra, rồi cái dòng sản phẩm 8K cũng như là độ tần số quét của màn hình cao. Thì với tổng mức đầu tư cho nhà máy CSOT này của TCL là 240 tỷ đô. Đây là một cái con số mà từ năm 2009 TCL đã đầu tư cho nhà máy này để sản xuất về màn hình. Rồi, còn chi tiết hơn về có là về global thì những cái thiết bị, những cái linh kiện mà được lắp ráp ở tại Việt Nam thì gồm có nhà máy của Bình Dương. Thì hiện tại là TCL có nhà máy ở Bình Dương với tổng sản lượng trong năm 2021 vừa qua là 6 triệu chiếc TV. Nhà máy đó thì cung cấp cho các thị trường ở Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Âu và trong đó có Việt Nam. Thì về R&D hiện tại, về trung tâm nghiên cứu và phát triển cái dòng sản phẩm thì hiện tại là TCL đang có 32 trung tâm nghiên cứu và phát triển chuyên về các dòng sản phẩm TV. Và rõ ràng là đối với người trẻ tụi em thì cũng càng cần một thiết bị thông minh. Nó không phải chỉ là một thiết bị để hỗ trợ cho đời sống mà còn một thiết bị thể hiện phong cách. Đó, và cái điều quan trọng là như vậy. Vậy thì đó là những điều tâm đắc của em. Còn đối với lại bây giờ hai vị chuyên gia thì mình cho thoải mái một tí. Đó là nãy giờ trong đầu chương trình đến giờ, đầu cái cuộc talk show trò chuyện công nghệ này á, thì các anh tâm đắc những điều gì ở một chiếc TV, công nghệ gì mà theo anh Hùng thấy đó là anh tâm đắc nhất và anh cảm thấy quan trọng và thiết thực nhất đối với cuộc sống của anh? Dạ, cho em mời anh trước. Thì Hùng là một chuyên gia công nghệ thì điều tâm đắc nhất mà Hùng theo đuổi nhiều nhất trước đây là về cái độ phân giải của chiếc màn hình. Hồi trước đây khi mình xem những cái TV CRT hay là những cái màn hình LCD lần đầu tiên có mặt là HD RD thì khi xem phim rất là mờ. Lúc đó chúng ta chỉ có ra rạp xem phim mà ở nhà coi thì phim nó không có rõ bằng. Nhưng khi mà công nghệ độ phân giải chạy đua với các hãng công nghệ Full HD có mặt và những cái đĩa Blu-ray đầu tiên đó, khi Hùng mua, Hùng gắn vào lúc ra TV nhà Hùng là 40 inch và khi Hùng xem nó, wow, cái độ nét, màu sắc nó cực kỳ đẹp, không thua gì ở rạp. Và công nghệ độ phân giải càng ngày càng phát triển đó, thì sau này 4K và TV màn hình lớn hơn nó cho mình cảm giác xem hòa nhập vào cái nội dung bộ phim rất là ấn tượng. Nên Hùng vẫn thích nhất là kích thước lớn và độ phân giải cao. Yeah. Cái Hùng ấn tượng thứ hai trên chiếc TV bây giờ đó là tích hợp kho nội dung số, là chiếc TV thông minh đó. Trước đây khi muốn xem một bộ phim, một chương trình giải trí thì Hùng phải có nhiều thiết bị kết nối vào. Thí dụ như đầu Blu-ray, đầu đĩa, rồi muốn coi cái phim gì phải chạy ra ngoài tiệm thuê băng. mua đĩa tốn tiền lắm, nhiều khi mình đứng đắt lắm. Nó ra năm cái đĩa hay mình ngồi suy nghĩ là mình nên mua đĩa nào ta, mua đĩa nào ta, ngồi suy nghĩ không biết nên mua đĩa nào. Thì bây giờ cái TV của mình á là TV thông minh, Hùng chỉ cần cài những cái app, những cái chương trình xem phim lên, Hùng có chỉ chọn hàng nghìn bộ phim. Thích xem phim nào, xem phim đó. Chất lượng hình ảnh không thua gì rạp, âm thanh sống động, âm thanh vờm, nên cái giải trí trên chiếc TV bây giờ nó phải nói là đã đến một cái đỉnh là làm cho người ta rất là hài lòng với những chiếc TV có cái công nghệ mà phát triển ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Hùng. Còn anh Kiệt thế nào? Cá nhân nha, anh cứ thoải mái. Cá nhân. Đối với Kiệt thì Kiệt tâm đắc nhất là thế hệ TV hiện tại đó chính là về cái kích thước của màn hình. Những năm trước, khoảng tầm 4-5 năm trước để mà mình sở hữu một chiếc TV 65 inch thì giá nó khá là đắt đỏ, tầm mấy chục triệu lận. Nhưng mà thời điểm hiện tại để mà mình mua một chiếc TV 65 inch đó thì nó chỉ khoảng tầm vài mười mấy thôi. Thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Và cái
cái điểm mạnh của cái xu hướng hiện tại đó, đó chính là về màn hình lớn. Thì hiện tại là đối với những chiếc TV màn hình lớn, càng lớn mà giá thì hiện tại nó càng mềm hơn, dễ dàng sở hữu hơn, thì có cái tâm đắc đầu tiên của Kiệt là đối với xu hướng thị trường hiện tại là TV hiện tại về cái dòng sản phẩm TV màn hình lớn thì giá nó càng tốt hơn cho người dùng. Dạ. Cái điểm thứ hai mà Kiệt tâm đắc thì dĩ nhiên là về cái màn hình. Thì đối với các công nghệ màn hình đó, thì như anh Hùng vừa chia sẻ là về độ phân giải hiện tại ngày càng nét hơn. Độ phân giải 4K là một cái độ phân giải rất là phổ thông cho người dùng rồi. Nhưng mà hiện tại ngoài cái độ phân giải ra, trên TV của tất cả các hãng luôn là đều đang tích hợp những cái công nghệ phần cứng và phần mềm để tăng cái khả năng hiển thị từ độ sáng và độ chi tiết của hình ảnh nữa. Thành ra là khi mà người dùng hiện tại khi sở hữu một chiếc TV so sánh với là khoảng tầm 4-5 năm trước là được tối ưu hơn rất là nhiều. Đó là hai điểm mà Kiệt rất là tâm đắc đối với cái dòng sản phẩm TV hiện tại. Dạ rồi, thì em bổ sung. Có một ý kiến là hồi nãy Kiệt nói là TV màn hình lớn giá là phổ thông. Nhưng theo anh biết thì cách đây khoảng 5-8 năm gì đó, một chiếc TV 100 inch là giá 1 tỷ em. Anh muốn mua chắc phải mua vé số, dám mua TV 1 tỷ. Hoặc là những TV mà có độ kích thước khoảng trên 80 inch là giá cũng phải vài trăm triệu. Đúng mà. Thì làm sao mà phổ thông được TV của em bây giờ? 98 inch thì khoảng cái giá tầm khoảng bao nhiêu? Hiện tại đối với dòng sản phẩm 98 inch, nếu như mà thời điểm hiện tại, thời điểm World Cup hiện tại, anh có nhu cầu anh mua thì tới các điểm siêu thị điện máy là mình có thể thấy được là giá nó chỉ khoảng dao động khoảng tầm 80-90 triệu là anh đã có thể sở hữu một chiếc TV 98 inch rồi. Giá quá tốt, 100 inch chỉ có khoảng dưới 100 triệu. Đúng rồi. Dạ, có nghĩa là bây giờ là chỉ cần là cái nhu cầu thiết thực hay không, không gian phù hợp với gia đình hay không, và cái sự kết nối của cả gia đình ra sao để mà mình có thể rất đáng đầu tư. Theo Hùng thì một chiếc TV mà giá thế là rất đáng đầu tư thì nó rất cần thiết cho tất cả mọi gia đình. Nhưng mà đó là cái câu chuyện về trước đây và hiện tại. Vậy thì về các xu hướng phát triển tiếp theo của một thiết bị nghe nhìn như một chiếc TV trong những năm tiếp theo thì sao, anh Hùng cảm nhận thế nào? Người dùng hiện tại sẽ đòi thêm điều gì tới đây, mong muốn thêm điều gì tới đây để cho các hãng công nghệ mới có thể đón đầu được. Chắc em sẽ được nhờ từ phía người dùng là anh Nhật Hùng. Thì nếu theo Hùng nghĩ xu hướng phát triển thì cuộc chiến độ phân giải vẫn là cuộc chiến sẽ là kéo dài trong tất cả mọi cái thiết bị nghe nhìn sắp tới. Độ phân giải thì dĩ nhiên độ phân giải nó kéo theo là độ lớn. Ví dụ Hùng thấy 100 inch giờ cũng lớn lắm là nên phải đưa xe cẩu lên. Nhưng mà nghĩ trong bản minh là một cái TV mà độ phân giải 8K thì sẽ là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Xu hướng sắp tới sẽ là độ phân giải 8K. Và nội dung giải trí thì TV bây giờ như nãy em nói, điều khiển và giọng nói thì trước đây á, mình xem như bộ phim hoặc viễn tưởng á, điều khiển robot và giọng nói mình nghĩ là cái chuyện đó là chuyện lâu. Lâu lắm. Nhưng mà hiện nay như anh trải nghiệm á, anh ở nhà anh hát karaoke, xem YouTube, xem phim, anh đều điều khiển bằng giọng nói hết. Thậm chí anh ngồi anh nói chuyện TV mà mẹ của anh nói là Hùng ơi mày đừng chọc người ta nữa. Tự nhiên ngồi nói chuyện với cô nào hoài vậy, nó không có nói chuyện TV. Nó mà nói chuyện tự nhiên, nó là người nhà không biết mình đang nói chuyện với chiếc TV. Cũng như là công nghệ giao tiếp đã lên một bậc rất là tốt, giống như là cuộc sống bình thường. Yeah. Rất là hiện đại. Đó là hai cái xu hướng anh thấy sẽ là phát triển sắp tới. Còn Kiệt, anh cảm thấy thế nào ạ? Theo Kiệt thì đối với xu hướng phát triển của các của ngành hàng TV thì là sẽ các hãng sẽ đua vũ trang cho các cái công nghệ về tấm nền màn hình. Như rồi. Hiện tại là trên thị trường mình nghe rất là nhiều những cái tên gọi như là TV LED, VLED, Mini LED, OLED gì đấy. Thì đó là những cái công nghệ mà liên quan tới cái tấm nền của cái màn hình. Thì sắp tới đối với những dòng flagship của các thương hiệu thì họ sẽ nghiên cứu và phát triển thêm. Đối với những dòng sản phẩm về tấm nền màn hình, họ sẽ kết hợp lại những cái công nghệ giúp khả năng hiển thị về độ sáng, màu sắc và tương phản nó nổi bật hơn. Ví dụ như hiện tại TCL là kết hợp với lại VLED và Mini LED để cho ra mắt các dòng sản phẩm mà có tích hợp hai công nghệ này để đẩy cái khả năng hiển thị về độ sáng, độ chi tiết của hình ảnh. Thì sắp tới thì có thể đối với các thương hiệu mà trong những năm tiếp theo thì họ sẽ phát triển thêm là có thể sau này họ sẽ kết hợp OLED với lại VLED chẳng hạn. Thì đó là những cái xu hướng của công nghệ về sắp tới về phát triển về màn hình. Và cái thứ hai đó chính là về cái tốc độ chuyển động của cái hình ảnh. Hiện tại về nhu cầu của người dùng về gaming hay là những cái bộ phim chuyển động nhanh đang khá là hot, đặc biệt là trong thời gian mà mình coi những cái chương trình thể thao với những cái hình ảnh chuyển động rất là nhanh, thì khi đó với một chiếc TV có tần số quét màn hình cao
sẽ giúp cho mình có thể trải nghiệm được đầy đủ những cái khung hình. Ví dụ như mình xem cầu thủ trên World Cup đi chẳng hạn, họ vừa dứt điểm một cái là với những chiếc TV thông thường nha, thì họ dứt điểm mình chỉ nhìn thấy nó vô khung thành rồi. Nhưng mà về chi tiết cái đường bóng đi như thế nào thì chỉ có những chiếc TV màn hình có cái tần số quét cao mới thể hiện được, thể hiện được những cái hình khung hình đó. Thành ra là sẽ các hãng sẽ đua nhau về hai hướng, đó chính là cái tấm nền và cái tốc độ chuyển động của hình ảnh sẽ ngày càng cao. Và rõ ràng là em nghĩ là với những chia sẻ này là các hãng cũng phải có cái cơ sở dữ liệu rõ ràng thì họ mới dự đoán xu hướng và từ đó họ mới dẫn dắt thị trường. Và đây là điều mà rất cần thiết, bởi vì người dùng suy cho cùng thì cái nhu cầu của người dùng càng ngày càng phát triển thì các hãng cũng sẽ đi theo và song song với cái quá trình phát triển đó. Rồi bây giờ để cái câu cuối cùng để mình kết thúc cái cuộc trò chuyện công nghệ ngày hôm nay về Tech Talk, thì nếu có một cái câu vui đó là bây giờ cho các anh là quyền gọi là kiểu như là tự sáng tạo, tự custom một chiếc TV riêng của mình, thì anh Nhật Hùng mong muốn là một chiếc TV riêng của anh sẽ như thế nào? Là em đang hỗ trợ các hãng đó lấy cái nhu cầu của người dùng đấy ạ. Đó, anh Hùng sẽ mong muốn là chiếc TV nó sẽ thế nào đây? Thì như nãy nói, anh thích một cái TV hình ảnh đẹp, độ phân giải cao thì nó phải to. Mà nếu to thì như nãy em nói là phải chuyển bằng cần cẩu thì nó phức tạp quá. Nên anh mong muốn một cái TV mà nó xếp lại được em. Wow. Ví dụ mình, muốn xem cái mình cuộn lại. Hôm nay mình xem phòng khách, xong cái tối mình đi ra picnic, đi ra ngoài coi đá banh chung đó, mình cầm cuộn nó theo mình kéo nó mình xem đó, chiếc TV cuộn được. Mong muốn của anh thì nghĩ chắc nếu mà kết hợp giữa OLED và QLED như em nói thì việc đó chỉ trong tầm tay. Nhưng mà em thấy tầm tay của anh Kiệt thế nào, của TCL thế nào anh ạ? Thì đó, nếu như mà Kiệt có thể custom cái một chiếc TV cá nhân thì á, là hiện tại là đối với Kiệt thì cái màn hình hiện tại là có khả năng thể hiện được cái độ tương phản chi tiết, nó giống như OLED vậy đấy. Đây là một cái mà hướng mà người dùng, người ta khi mà xem trải nghiệm tại điểm bán hay là những cái trải nghiệm tại nhà của người dùng, thì đối với một chiếc TV là cái độ tương phản là một cái mà rất là nét. Tại vì mình xem những cái bộ phim Netflix hay là những bộ phim chiếu rạp Blu-ray để mà mình chiếu lên trên TV á, thì cái khả năng thể hiện độ tương phản nó cực kỳ chi tiết. Nhưng mà song song đổi lại đó thì nó phải có một cái độ bền cao. Thì đối với Kiệt thì Kiệt sử dụng thì một cái hình ảnh đẹp nó phải đi đôi với lại cái độ bền. Thì đối với dòng sản phẩm thì trung bình nếu như mà mình xem mình mua một chiếc TV anh Hùng thì mình mong muốn là cũng phải sử dụng khoảng tầm 5 tới 8 năm chẳng hạn. Thì hiện tại là đối với cái độ bền là cũng là một cái mà Kiệt rất là muốn là sẽ sử dụng một cái TV có cái khả năng hiển thị chi tiết. Và cái thứ hai đó chính là độ bền sẽ vẫn cao. Dạ, rõ ràng là để mình đã có một thiết bị công nghệ thì mình cần phải sử dụng cho đáng và mình cũng phải đầu tư cho đáng nhất với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Và nhưng mà anh nghĩ chắc độ bền TV khoảng 5 năm được em, chứ 8-10 năm trong đó, các hãng là buồn á. Các hãng nó buồn TV bền quá, không em mua TV mới. Không, mà rõ ràng là cái nhu cầu của người dùng á, cái công nghệ càng phát triển và công nghệ phát triển nhanh á, thì người dùng của tụi em á lại càng ngày càng mong muốn phải thay đổi, bởi vì đó nó còn là một phong cách nữa. Nó là phong cách của người tiêu dùng, luôn luôn có những cái mới nhất, đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà các bạn có sự phát triển ở trong kinh tế cá nhân hoặc là các bạn ấy làm việc tốt hơn thì cũng tự tưởng thưởng cho mình. Đó điều thì đó là đối với nhu cầu của người dùng thôi. Còn dĩ nhiên là đối với các hãng thì họ mong muốn là cái độ bền của sản phẩm vẫn sẽ nâng cấp cái công nghệ để người dùng người ta có thể nâng cấp bằng công nghệ. Điều đó rất hay. Vâng ạ, thưa quý vị, rõ ràng là cùng với sự nâng cấp và phát triển của công nghệ thì những chiếc TV của chúng ta đã đáp ứng được rất nhiều những nhu cầu về giải trí tại gia. Đầu tiên là với màn hình là kích thước lớn nè, đến 98 inch như là các vị đại diện đã chia sẻ. Hình ảnh tăng độ sắc nét và chi tiết nhờ vào các công nghệ như mini LED kết hợp cùng với lại công nghệ đa điểm, cùng với hàng loạt công nghệ tối ưu được phân giải là tốc độ làm tươi khung hình và kể cả điều quan trọng như anh Hùng đã nói là hiệu suất về âm thanh. Vậy thì đặc biệt đó là với những hãng và đại diện của TCL ở đây đã chia sẻ với chúng tôi rõ ràng là với thuật toán của TCL có thể hỗ trợ các chipset xử lý nội dung trong thời gian thực, phát hiện được cả môi trường và nâng cấp màn hình lẫn âm thanh và tối ưu hóa theo nội dung được hiển thị trên chiếc TV đó, thì kho nội dung được hỗ trợ bởi Google còn sẽ mang lại rất nhiều những điều tuyệt vời cho người dùng của chúng ta. Như vậy thì nhu cầu giải trí ngày càng được tối ưu hơn nữa. Bây giờ là chơi game nè, nghe nhạc, xem phim, đúng nghĩa là cả một thế giới rạp đem về với gia đình. Xin được cảm ơn các vị đại diện đã cùng chia sẻ với chúng tôi, và chúng tôi hiểu rằng đó là hiện tại công nghệ TV đang có sự phát triển rất mạnh mẽ
và chúng tôi sẽ hồi hộp chờ đợi xem là liệu công nghệ TV sẽ có những bước phát triển gì tiếp theo trong thời gian sắp tới, như là những mong muốn của chuyên gia Nhật Hùng và anh Lâm Vĩnh Kiệt. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Lâm Vĩnh Kiệt, là trưởng bộ phận phát triển và đào tạo sản phẩm của TCL, và chuyên gia công nghệ anh Nhật Hùng. Cảm ơn hai vị đại diện rất nhiều. Cảm ơn Kiệt. Và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả đến với lại Tech Talk, cuộc trò chuyện công nghệ của VnExpress. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. I want the best and nothing at all. I want it all, huh? Give me this, give me that, give me more.